Hậu ồn ào với Mạc Hồng Quân, Ly Kute chính thức tìm được bến đỗ mới. Nhắc đến Ly Kute, chắc hẳn bạn sẽ nhớ đến Mạc Hồng Quân. Cả hai từng là một cặp đôi đẹp, tuy nhiên lại chia tay sau khi yêu đương không lâu. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Ly Kute mang thai con đầu lòng với chàng cầu thủ. Thời điểm ồn ào xảy ra, dư luận đã không khỏi sụp sôi, đặc biệt mũi rìu dư luận đã chĩa thẳng về Mạc Hồng Quân. Kết quả cuối cùng, chàng cầu thủ hạnh phúc bên người mẫu Kỳ Hân, còn Ly Kute một mình nuôi con. Đến giờ phút này, nàng hot girl năm nào mới chính thức yên bề gia thất. Mới đây, Ly Kute đã có những chia sẻ đầu tiên sau quyết định hôn nhân. Cụ thể, Ly Kute khoe ảnh cưới ngọt ngào bên ông xã, kèm theo đó là những lời cảm ơn đến gia đình, người thân và bạn bè. Vợ chồng chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến họ hàng nội ngoại, hai bên gia đình, cô dì chú bác, bạn bè gần xa, anh chị em đồng nghiệp đã bớt chút thời gian đến chung vui và dành lời chúc tốt đẹp nhất đến chúng con để hôn lễ được thành công tốt đẹp. Nói về ngày trọng đại của đời mình, Ly Kute bày tỏ: đám cưới của chúng con đã diễn ra với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng con vô cùng xúc động trước tình cảm to lớn của mọi người. Giờ phút này đây, khi ngày trọng đại của vợ chồng con đã hoàn thành viên mãn, tốt đẹp, chúng con không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của Ly Kute?